Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Arsenal và câu lạc bộ Bournemouth. Đây là trận đấu thuộc vòng 36 giải ngoại hạng Anh và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 18:30 ngày 4 tháng 5 và theo đánh giá thì câu lạc bộ Arsenal sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Bournemouth với mức kèo là 2 trái, mức kèo cũng có thể tăng 2,25 và hạ xuống còn 1,75, mức tài xỉu là 3,5, 3,75 và 3,25. Tùy kèo biến động, trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Arsenal và Bournemouth thì Arsenal thắng 4 và hòa 1 trước Bournemouth. 5 trận thi đấu gần nhất của Arsenal thì Arsenal thắng 3 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Bournemouth thì Bournemouth thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở lần đối đầu này, với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Bournemouth được chấp 2 trái hoặc bạn nào an toàn hơn bạc hơi thấp lừa mức kèo phụ là Bournemouth được chấp 2,25 nhé. Vì sao? Mặc dù trận này Bournemouth phải đi làm khách và còn bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Bournemouth cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu so với Arsenal đâu. Thứ hai nữa thì do cái mức kèo chấp nó cũng quá là cao. Nếu như hai đội kết thúc trận này với một tỷ số hòa, hoặc là Bournemouth có để thất bại trước Arsenal với cách biệt là một bàn, thậm chí là hai bàn, thì chúng ta chọn Bournemouth chúng ta cũng chỉ từ què kèo đến thắng kèo mà thôi. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Ở lượt trận này thì hầu như Bournemouth sẽ có được lực lượng đầy đủ nhất để đến làm khách trước Arsenal, cộng với phong độ nó cũng đang ổn định thì biết đâu trận này Bournemouth sẽ là đội chơi hay hơn và có lần đầu tiên đá bại được Arsenal sau 5 lần đối đầu trước đó, chưa biết đến mùi chiến thắng trước Arsenal thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Bournemouth được chấp, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 3,5, 3,75 và 3,25. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần cũng có từ 4 bàn trở lên là nhiều. Và ở những lượt trận vừa qua, cả Arsenal lẫn Bournemouth đang có hiệu suất ghi bàn cũng rất đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và cũng sẽ có nhiều bàn thắng được ghi một lần nữa. Có thể là 3-2 nghiêng về cho Arsenal hoặc là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa 2 đều. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nhé. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,75 và tài xỉu là 1,5. Vì đó hiệp 1 với mọi thứ nó cũng không thua kém gì đội chủ nhà là mấy, thì có thể là Bournemouth họ cũng sẽ chơi với lối đá là biết mình biết ta và cũng sẽ không để chịu thua Arsenal ở hiệp 1 đâu. Thậm chí là hiệp 1 Bournemouth mới là đội sẽ có bàn thắng dẫn trước. Vì đó hiệp 1 2-1 nghiêng về cho Bournemouth hoặc là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa 1 đều. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn Bournemouth được chấp ở hiệp 1 nha. Và đá nhẹ cái tài. Tóm lại trận này chúc kèo lựa chọn Bournemouth và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.